cách đây là 5 năm thầy có đứng ra vay giúp cho một ông thầy tên là Cao Văn Thiệu, pháp danh Thích Minh Giới, hiện là trụ trì chùa Khánh Long, thôn Mai Lĩnh, xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Cho đến ngày hôm nay là thầy phải trả tất cả tiền lãi, tiền gốc là 1 tỷ. Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày vừa qua phải là rất nhiều các anh, các chị, các cô chú tất cả tỉnh rất xa về đây để báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là sáng nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận được một thông tin. Một ông sư thầy hiện nay đang chủ trì ở một ngôi chùa ở phía miền Trung. Hiện nay vào đây phải nói là cầu cứu anh em hiệp sĩ Bình Dương để giúp một cái phi vụ phải nói là vô cùng đặc biệt. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ con xin phép xin chào thầy nhé. Dạ. Vâng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các anh em trong đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, tỉnh Bình Dương. Thầy là tên là Nguyễn Văn Hữu, pháp danh Thích Minh Đạt, hiện là ở thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Cách đây là 5 năm thầy có đứng ra vay giúp cho một ông thầy tên là Cao Văn Thiệu, pháp danh Thích Minh Giới, hiện là trụ trì chùa Khánh Long, thôn Mai Lĩnh, xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Cho đến ngày hôm nay là thầy phải trả tất cả tiền lãi, tiền gốc là 1 tỷ. Mà ông ta có hứa là mỗi tháng gửi cho thầy 20 triệu để thầy trả tiền lãi cho người ta. Nhưng mà từ hôm tháng 4, 20 tháng 4 năm 2023 đến nay là ông ta không gửi một đồng nào cả. Và vừa rồi cách đây 2 tuần thầy phải thuê một chuyến xe đi ra ngoài tới chùa nhưng không có ông thầy ở nhà, và nhắn tin cũng không trả lời, điện thoại cũng không nghe máy. Hôm nay là thầy cứ mỗi tháng phải trả gần 20 triệu tiền lãi cho người đứng ra vay dùng cho thầy, cho nên thầy vào cái con đường cùng, mới phải vào từ Nghệ An vào tới tỉnh Bình Dương đây nhờ đến anh em trong đội hiệp sĩ của anh Nguyễn Thanh Hải, nhờ anh em giúp đỡ cho thầy là đăng cái này lên trên trang mạng cho ông Sư Thích Minh Giới, thế danh là Cao Văn Thiệu, sớm trả lại số tiền cho thầy. Dạ, dạ Nam mời, Mô A mời Di thầy. Đà Phật. Dạ. Dạ con xin phép xin phép thầy thế này. Cái câu chuyện ở trong thời gian vừa qua là những người gọi là người đời bình thường Vâng. là cái chuyện là xã hội xảy ra rất nhiều. Nhưng đây là một câu chuyện rất đặc biệt Vâng. là gọi là hai ông thầy gặp nhau. Vâng. Mỗi ông thầy ở một tỉnh, đúng không ạ? Vâng. Nhưng đến giờ phút này cũng chỉ vì lòng tin Vâng. cùng gọi là cùng giới với nhau, cùng giới tu hành. Vâng. Nhưng mà không ngờ một ông thầy hiện nay thì ở Hà Nam Vâng. đã lợi dụng tín nhiệm và đã lừa thầy Vâng. để thầy phải đi vay mượn cái số tiền rất nhiều Vâng. để cho ông ta. Đến giờ phút này ông thầy hiện nay thì thầy có liên hệ được cho ông ta Tức là cách đây 2 tuần là thầy có ra tới ngoài chùa không? nhưng mà không gặp ổng, và thầy gọi điện ông không nghe máy, nhắn tin Zalo ông cũng không trả lời, cho đến ngày hôm nay vẫn không trả lời. Thì Lúc sáng đây thầy vào có gặp chú Hải á, thì chú Hải có lấy số điện thoại của chú Hải điện cho ông, ông có nghe, nhưng mà sau ngược lại ông đang còn nói với thầy là ông không phải dọa. Đấy. Nó là ông không phải dọa. Vâng. Rồi, bây giờ thầy cho con đang xin phép con hỏi thầy thế này. Thầy bắt đầu ngày ngày đầu tiên ấy là thầy có cái mối quan hệ này như thế nào cụ thể với một ông thầy ở tại tỉnh Hà Nam, ngôi chùa Hà Nam. Vâng, cụ thể tức là trước kia là thầy đi xuất gia ở chỗ Bà Rịa Vũng Tàu ấy. Thì sau có một năm thầy về ngoài quê, thì gặp người mẹ của ông này. Ông đến là bà đến là kể chuyện là có cái thằng con, tức là ông thầy Minh Giới này đấy, là năm nó khoảng 13 14 tuổi, thì cũng không đi, không có nghề nghiệp gì, rồi muốn gửi thầy vào chùa. Rồi thầy mới nói nếu mà cái hoàn cảnh khó khăn thì thầy đưa vào trong chùa, nếu mà có duyên mà tu được á thì tu, mà không có duyên để tu được thì thầy gửi cho về. Thế thì vào cái năm đó thì ông vào là ông ở lại ông tu được,
Đến cái thời gian sau này ông trưởng thành rồi thì ông về ngoài miền Bắc ông nhận chùa, và ở cái ngôi chùa Khánh Long ở Hà Nam này là cho đến nay thì cũng mười mấy năm rồi. Ồ. Yeah. Vậy cái ngôi chùa, cho con hỏi thầy thế này, cái ngôi chùa đó hiện nay ấy là có lớn không? Dạ lớn. Ồ, là ông ta hiện nay là chủ trì một ngôi chùa đúng không? Ông sư thầy đó là chủ trì một ngôi chùa. Vâng. Ồ, có Phật tử hàng ngày có đến đông không? Cái đó thì thầy không biết, tại vì thầy không có ở gần đó. Nhưng mà theo thầy được biết là cái ngôi chùa rất lớn. Dạ. Là một mình nhà làm chủ luôn. Dạ. Ồ, vậy là cũng được tu hành đầy đủ đúng không? Vâng. Hiện nay là được lên làm một ông thầy, sư thầy. Dạ. Vậy là đến giờ phút này là theo con nghĩ là bây giờ thầy đều hai người với nhau thì làm sao mà người ta lại đối xử một cách không trung thực với thầy như vậy? Dạ thầy cũng không biết nữa. Nhưng mà mấy cái thời gian trước á thì thầy gọi điện thì ông chỉ hứa là giả sử như vậy đây thứ ba này thì hứa là cuối tuần rồi con lo con gửi cho thầy. Nhưng mà cuối tuần không thấy, để qua đầu tuần thì ông cũng lại cứ hứa đầu tuần rồi cuối tuần là mấy năm nay cứ liên tục như thế mà không gửi cho thầy được một đồng nào cả. Yeah. Yeah. Vậy là mà cái số tiền này thầy vay cho người ta là vay cho ông thầy đó lâu chưa? Dạ yeah, cuối năm 2019. Oh. Yeah. Và đến giờ phút này là cũng trên dưới 4 năm rồi. Dạ. Yeah. Oh. Cuối 2019 luôn, là trên dưới 4 năm này nào. Dạ, yeah. Giờ có một cái khổ là cho thầy là cứ mỗi tháng thầy đứng ra thầy phải trả tiền lại cho họ. Okay. Bởi vì thầy nhờ người khác vay. Dạ. Yeah. Cho nên là thầy phải chịu trả tiền lãi. Mà nói ông này gửi thì ông cứ hứa thầy đầu tuần rồi cuối tuần là mấy năm nay không gửi một đồng nào cả. Yeah. Thầy cho con hỏi này, trước đây thầy đi vay mượn dùm ấy. Yeah. Mà thầy có giấy tờ chứng minh để chứng minh là thầy vay dùm người ta không? Nói chung là thầy mà nhờ người khác vay nó bằng cái niềm tin thôi. Yeah. Yeah. Cho đến bây giờ cũng vậy. Yeah. Thầy cũng nhờ người vay với cái ngân hàng gì đó mà bằng cái lãi suất kinh doanh. Yeah. Nó tới 1 tỷ bạc một tháng phải trả 13 triệu mấy trăm tiền lại. À. Yeah. Yeah. Còn thầy cho con hỏi là thầy cho ông thầy đó mình mượn tiền, cho mượn tiền thế này mình có làm giấy không? Dạ có. À có làm giấy à. Tức là cách đây hôm bữa 20 tháng 4 vừa rồi nè. Yeah. Là ông có viết giấy là cái ngày 20 tháng 4 năm 2023 là nhờ thầy vay là 1 tỷ là 900 triệu. Yeah. Bây giờ cứ mỗi tháng là gửi cho thầy 20 triệu để thầy trả tiền lãi. Thầy có thể thầy đọc toàn bộ cái câu chuyện của cái ông thầy đó viết cho thầy được không? Dạ được. Rồi thầy đọc, mời thầy. Dạ. Đọc trong cái giấy thầy. Dạ đúng rồi. Cái giấy kia. Cái giấy mà còn người của ông thầy đó viết cho thầy đấy. Dạ. Dạ dạ. Để xem là cái cụ thể cái câu chuyện của thầy làm sao. Tội nghiệp cho thầy quá, mình làm ơn mắc oán phải không thầy? Đó, bây giờ vậy là chính cái ông thầy đó hiện nay lên được làm thầy và chủ trì chùa là cũng là do thầy, trước thầy giúp. Dạ đúng rồi. Ồ, mình giúp trước là thầy giúp, thầy đưa vào chùa, gọi là từ một người gọi là đứa trẻ đúng không? Dạ đúng rồi. Từ một đứa trẻ bây giờ lên làm ông thầy mà đến giờ phút này gọi là làm ơn để mắc oán. Dạ thầy. Đây thầy xin đọc cái nguyên văn cái lời ông hứa khả với thầy. Dạ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, giấy mượn tiền. Hôm nay ngày 7 tháng 6 năm 2023, tức là ngày 20 tháng 4 âm lịch 2023. Tên tôi là Cao Văn Thiệu, pháp danh Thích Minh Giới, sinh ngày 8 tháng 11 năm 1983. Căn cước công dân số... Không cần đọc căn cước đâu thầy. Đó. Hiện là trụ trì chùa Khánh Long, thôn Mai Lĩnh, xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Tôi có nhờ ông Nguyễn Văn Hữu, sinh ngày... năm 1967, hiện cư trú tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, mượn hộ cho tôi số tiền là 900 triệu đồng. Tôi hứa mỗi tháng trả 20 triệu đồng từ nay cho đến tháng 12 năm 2023. Tôi sẽ trả hết số tiền cả gốc và lãi đầy đủ. Nếu có gì sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Và ông ấy ký tên là Cao Văn Thiệu. Dạ. Yeah. Và có người làm chứng nữa. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Vậy là cái thông tin của thầy hiện nay là cung cấp cho anh em Hiệp Chí Bình Dương là cái thông tin hoàn toàn là chính xác. Vâng, đúng rồi. Dạ, yeah. Nhưng rất lấy làm tiếc là không, các anh em đây cũng đang có sự băn khoăn, suy nghĩ mà chưa biết là lý do gì đó mà cái người thầy đó lại mượn của thầy. Vâng. Vậy là nhờ thầy đi mượn dùng cái số tiền mà cũng trên dưới 1 tỷ. Vâng. Đến giờ phút này thời gian quá dài mà cũng không trả được.
Đó. Mà không hiểu sao mà thầy lại đi làm như vậy, thì một người thầy đúng không ạ, mà mình lại không giữ cái lòng tin, không có chữ tín như vậy, thì Phật tử sao tin đúng không ạ? Thì các Phật tử người ta chắc chắn là người ta không có sự tín nhiệm. Bây giờ mời thầy, thầy hãy lên tiếng, thầy nói chuyện thẳng thắn, nói cụ thể về tình cảm cũng như về về tâm lý từ trước giờ, để cái câu chuyện để hy vọng ông thầy đó xem được, ông thầy đó sẽ liên hệ cho anh em về Trịnh Dương hoặc sẽ gọi trở lại cho thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay á là tôi là Nguyễn Văn Hữu, Pháp Danh Thích Minh Đạt. Đi đi đến cái bước này gọi là cái bước đường cùng rồi, bởi vì là tôi cũng là tin tưởng cho nên đứng ra vay cho ông Cao Văn Thiệu, Pháp Danh Thích Minh Giới, hiện là trụ trì chùa Khánh Long, thôn Mai Lĩnh, xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Đến ngày hôm nay là đã là 1 tỷ đồng rồi. Mỗi tháng tôi phải nhờ người ta đứng vay với cái tiền lãi nó nhẹ nhất, thấp nhất là mỗi tháng cũng phải trả mất hơn 13 triệu đồng tiền lãi. Tôi hiện tại là không thể có cái khả năng mà xoay chuyển được nữa. Tôi mới đi đến bước đường này. Mỗi lần đến tháng tiền lãi là tôi gọi cho ông Thiệu, Cao Văn Thiệu. Nhưng mà đến bây giờ thì gọi không được. Nhắn tin qua Zalo ông ta cũng không trả lời, và cứ để cho tôi mỗi tháng phải trả là tiền lãi. Thì tôi hết sức chịu đựng, tôi hôm nay phải đi vào tỉnh Bình Dương nhờ đến anh em trong đội hiệp sĩ của anh Nguyễn Thanh Hải giúp dùm cho tôi là sớm lấy lại cái số tiền này. Mong sao ông Cao Văn Thiệu, Pháp Danh Thích Minh Giới, ông nghe được thì sớm lo liệu trả lại số tiền để tôi mỗi tháng phải phải gánh vác ra trả tiền lại cho họ. Hết sức chịu đựng của tôi. Nếu ông sớm trả lại số tiền cho tôi thì tôi mới gỡ cái bài đăng này xuống. Còn nếu không thì ông phải chịu cái trách nhiệm đó, bởi vì ông hứa cho tôi là nhiều lần rồi. Mà mỗi lần tôi đi ra phải tốn hết là 4-5 triệu tiền xe. Nhưng mà ngược lại tôi cũng không lấy được một đồng xu nào cả. Thực sự là rất đau đớn. Thầy còn là mong muốn điều gì chia sẻ tâm tư nguyện vọng của thầy nữa không? Dạ mời thầy. Thầy cũng mong sao mà tất cả những bà con cô bác ở trên cộng đồng nghe được cái tin này thì cũng là mong muốn cho thầy lấy lại được số tiền để thầy khỏi phải bận tâm, có thời gian mà tu tập thôi. Còn về cái việc mà bình luận tốt xấu thì cái chuyện đó là thầy cũng phải chấp nhận thôi. Nói chung là bình đồ luận là người ta mỗi người một cái ý kiến, Đúng mỗi người có một hướng suy nghĩ khác nhau, không ai mong muốn là mình phải đến hôm nay phải từ miền Trung mà đến trong khu vực thì phía miền miền Đông để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đúng không ạ? Đây là câu chuyện thực sự rất đáng tiếc ở trong những câu chuyện lùm xùm vừa qua, đây là thầy là người bị hại và mình đi cũng đến cái bước đường cùng này rồi. Hy vọng cho mọi người cũng xem video này cũng thấu hiểu và cũng hiểu được tâm tư nguyện vọng của thầy. Bởi vì lên đây là tất cả là việc thật, người thật. Đó, nhưng mà không may mình đã bị một ông thầy khác lợi dụng đến mức đường cùng, đến giờ phút này quá khả năng chi trả của thầy. Và thầy không còn cách nào khác, thầy mới về đây. Đúng không ạ? Thì hôm nay thầy về đây chia sẻ cái câu chuyện để đăng tải cái nội dung chia sẻ để tìm cái ông thầy đó, mong muốn ông thầy đó trả lại tiền cho thầy. Thì hôm nay thầy về đây thì thầy có đồng ý cho anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và chia sẻ tất cả các thông tin của thầy lên tất cả trang mạng xã hội không? Thầy đồng ý Đến hiện tại bây giờ thì thầy cũng chấp nhận thầy là chấp nhận. nhờ đến anh em ghi hình và đưa lên trang mạng xã hội, chúc Thế cho thầy sớm lấy lại được cái số tiền đó để thầy khỏi phải nợ nần. Thì con cũng xin phép được thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương, con kính chúc thầy cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Hy vọng là trong thời gian tới thì thầy tiếp tục cái sự nghiệp của thầy một ngày một tốt đẹp hơn thầy nhé. Thầy cũng xin chân thành cảm ơn đến anh Nguyễn Thanh Hải và các anh em trong đội hiệp sĩ của anh Hải tỉnh Bình Dương đã nhiệt tình đón tiếp và ghi hình giúp dùm cho thầy để sớm lấy lại cái số tiền mà ông thầy Cao Văn Thiệu, Pháp Danh Thích Minh Giới đã nhờ thầy vay trong thời gian qua. A Di Đà Phật. Cuối video này, cho phép bà công dân xin thay mặt các anh em Việt Trung Dương xin kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Xin hẹn gặp lại các cô chú chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin chào.